quý vị, khi nói đến Quân đội Nhân dân Việt Nam là chúng ta nghĩ ngay đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với những tư tưởng đặc biệt về quân sự. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là kết quả hoạt động tư duy và thực tiễn trong điều kiện lịch sử nhất định của đất nước và thế giới. Người đã tiếp thu vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng quân sự dân tộc, tinh hoa quân sự của nhân loại, trong đó đặc biệt là lý luận quân sự Mác Lênin. Tất cả đã được Bác chọn lọc, vận dụng phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Cụ thể những tư tưởng ấy là gì và ngày nay chúng ta cần làm như thế nào để học và làm theo Bác hiệu quả? Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 2 sẽ trao đổi cùng với chúng ta về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được chào Tiến sĩ Vũ Trung Kiên. Lời nói đầu tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ đã nhận lời mời tham gia cùng với chương trình. Thưa Tiến sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà cách mạng, nhà chính trị lỗi lạc, mà người còn là một nhà quân sự xuất sắc với những tư tưởng đặc biệt về quân sự. Cụ thể, nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự là gì? Tiến sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết ạ. Chúng ta đều biết là cái hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì nó trên rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và trong đó có những cái hệ thống di sản tư tưởng về quân sự đặc biệt xuất sắc. Hệ tư tưởng về quân sự của Bác ấy, gói gọn lại đấy thì có thể thấy nó ở trên 5 cái lĩnh vực. Cái thứ nhất đấy là tư tưởng về cái sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại cái bạo lực cách mạng. Cái tư tưởng thứ hai đấy chính là tư tưởng về khởi nghĩa vũ trang toàn dân. Cái thứ ba đấy là tư tưởng về cái việc xây dựng cái lực lượng vũ trang nhân dân. Cái thứ tư đấy đó là tư tưởng về kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chánh. Và có một cái tư tưởng nữa của người đấy chính là quốc phòng toàn dân về cái chiến lược bảo vệ tổ quốc. Thế thì chúng ta cũng thấy là nếu như chúng ta nhìn tất cả 5 cái nhóm tư tưởng về quân sự, về quốc phòng của Bác Hồ thì chúng ta thấy đấy là những cái giá trị mà người đã khái quát từ trong cái lịch sử, đặc biệt là những cái bài học của lịch sử Việt Nam, cái bài học dựng nước và giữ nước rất nhiều nghìn năm của dân tộc chúng ta. Yeah. Vâng, như Tiến sĩ vừa chia sẻ thì trong 5 nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự thì tư tưởng kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ dựa vào sức mình là chính đã giúp Việt Nam đánh thắng kẻ thù xâm lược. Vậy thì theo Tiến sĩ, nét đặc sắc của tư tưởng này là gì? Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước ấy, thì người có mang theo tất cả những cái giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt là kế thừa những cái giá trị tư tưởng tinh hoa của nhân loại. Và một trong những cái giá trị mà Hồ Chí Minh kế thừa đấy chính là những tư tưởng của Nguyễn Trãi. Trong đó có những tư tưởng vì dân, những cái tư tưởng về quân sự. Chúng ta đều biết là trong Bình Ngô Đại Cáo đấy thì Nguyễn Trãi có viết đấy, đó là yết can vi kỳ manh lệ chi đồ tứ tập. Đó chính là cái cuộc kháng chiến chống quân Minh mà chúng ta đã huy động được tất cả lực lượng của toàn dân. Cho nên cái toàn dân đánh giặc nó không phải đến Nguyễn Trãi, mà ngay từ thời Lý, thời Trần chúng ta đã có những cái tư tưởng đó là ngụ binh ư nông. Tức là lúc bình thường ấy, thì những cái người lính có thể là những cái người làm ruộng, có thể là những cái người cùng với người dân để phát triển kinh tế. Nhưng mà khi mà đất nước có giặc ngoại xâm ấy, thì họ lại cầm súng để bảo vệ tổ quốc. Và chính những cái tư tưởng ấy, những cái bài học của lịch sử ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và khái quát thành tư tưởng về quân sự, quốc phòng toàn dân. Đấy là mỗi làng, mỗi phố là một pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ. Tháng 12 này thì chúng ta không chỉ kỷ niệm cái ngày ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta không chỉ kỷ niệm cái ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, mà chúng ta còn kỷ niệm một cái sự kiện rất trọng đại, đó là cái toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1956. Cái tư tưởng về toàn dân đánh giặc đấy thì đã khái quát rất rõ trong cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ. Đó là ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng gậy gộc quốc thuộc. Ai cũng phải ra sức đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc. Ấy như vậy rõ ràng là gì? Rõ ràng là đánh giặc bằng tất cả những vũ khí có, và đặc biệt
là trong cái tư tưởng của người đấy, đó là đánh giặc trên tất cả các mặt trận. Chúng ta đánh giặc về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, ngoại giao. Những ngày mà người Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam toàn quốc kháng chiến đấy, rất nhiều những người dân ở phố cổ Hà Nội đã hy sinh bằng cái cách là đặt những căn nhà của mình để tạo nên những cái chiến lũy. Thì đấy là cái mà nó chỉ là một cái mảng nhỏ, một cái góc nhìn rất nhỏ trong cái cuộc kháng chiến của chúng ta trên tất cả các mặt trận. Và đặc biệt đấy là cái tư tưởng trường kỳ kháng chiến. Chúng tôi nhớ là một cái người học trò của Bác Hồ đấy, là ông Trường Chinh đấy. Thì ông có viết một cái tác phẩm, đấy là Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi. Là bởi vì các cái nước thực dân đế quốc mà khi họ tấn công, họ đô hộ, họ xâm lược Việt Nam ấy, họ mong muốn là đánh nhanh và thắng nhanh đấy. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thì với một cái tư duy của chúng ta, đấy là lấy yếu địch mạnh, cho nên chúng ta phải trường kỳ kháng chiến. Và đấy cũng chính là một trong những cái tư duy quân sự rất đặc sắc của Bác Hồ. Thưa tiến sĩ, vậy để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta cần phải làm gì để học và làm theo Bác về tư tưởng dựa vào sức mình là chính một cách hiệu quả, thưa tiến sĩ? Khi mà nói đến cái tư tưởng của Bác Hồ dựa vào sức mình là chính đấy, tôi lại nhớ lại một cái lời trong một cái tác phẩm rất nổi tiếng của nhà thơ Raúl Gamzatov có viết ấy, là dân tộc nhỏ cần phải có dao găm lớn. Chúng ta hiểu nôm na đấy là gì? Dao găm lớn đấy là sức mạnh của dân tộc, nó không phải chỉ là vũ khí. Mà trong cái tư tưởng của Bác Hồ thì chúng ta đánh giặc trên tất cả các lĩnh vực khác nhau. Đấy. Cho nên cái dao găm lớn đấy chính là cái đại đoàn kết của dân tộc. Cái vũ khí, tức là quân đội hiện đại, rồi đánh giặc trên tất cả các mặt trận. Nhưng mà rõ ràng là dân tộc nhỏ cũng cần phải có bạn bè lớn. Việt Nam chúng ta thì bây giờ không còn là một dân tộc nhỏ nữa. Bởi vì chúng ta đã là một trong 40 nền kinh tế lớn của thế giới, lớn nhất. Và dân số của Việt Nam thì đứng thứ 15 trên thế giới. Nhưng mà so với một số cường quốc khác thì Việt Nam chúng ta vẫn là một nước nhỏ. Và như vậy rõ ràng đấy là chúng ta vẫn cứ cần phải có dao găm lớn và có bạn bè lớn. Đấy. Nhưng mà rõ ràng là bạn bè lớn chỉ là gì? Theo cái quan điểm của Đảng hiện nay đấy thì cái sự giúp sức của bạn bè quốc tế, của cộng đồng quốc tế, tức là tranh thủ cái sự ủng hộ và giúp sức của cộng đồng quốc tế. Thế còn vẫn phải dựa vào sức mình là chính. Bởi vì cái lịch sử của dân tộc Việt Nam trong rất nhiều các cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc thì chúng ta thấy rằng là chỉ có dựa vào cái sức mạnh của dân tộc, đặc biệt là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thì chúng ta mới có thể chiến thắng các cái kẻ thù xâm lược. Và rõ ràng là trong cái bối cảnh hiện nay đấy thì Đảng và Nhà nước ấy, đang làm đấy, đó chính là phát huy cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo cho cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, và đặc biệt là xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thì cái đấy chính là cái mà chúng ta tự nâng tầm của chúng ta lên để cho chúng ta có nội lực và để chúng ta chuẩn bị một cái tinh thần, nói như một cái câu ngạn ngữ của phương Tây đấy, đó là muốn hòa bình thì hãy chuẩn bị chiến tranh. Đó là phải có một cái nội lực mạnh để chúng ta sẵn sàng đánh tan bất cứ kẻ thù xâm lược nào trong cái bối cảnh mà thế giới phức tạp như hiện nay. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Trung Kiên trong chương trình ngày hôm nay rất nhiều ạ. Thưa quý vị, có thể nói những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân sự, nhất là tư tưởng dựa vào sức mình là chính, đến nay vẫn mang tính thời sự nóng hổi và là định hướng quý báu cho việc xây dựng quân đội Việt Nam ngày càng phát triển. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này xin phép được tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.